quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với nhà phân phối đội xuồng cano Bobo Composite Trung Tính. Thì đối với những cái clip trước em đã giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những mẫu vỏ lãi với cái kích cỡ là nhỏ hơn. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu đến quý anh chị và các bạn những cái mẫu vỏ lãi với cái kích thước là 8m1, phù hợp cho những anh chị nào mà muốn chở hàng hóa nặng. Thì đối với cái chiếc 8m1 này sẽ rất là phù hợp. Để hiểu rõ hơn về những cái thông số kỹ thuật cũng như là những cái cách đặt hàng, nhận hàng và hình ảnh thiết thực về cái chiếc vỏ lãi với kích thước là 8m1 này, thì em xin mời quý anh chị và các bạn hãy cùng em xem hết cái clip này. Xin mời ạ. Vâng, thì đây là chiếc vỏ lãi với kích thước là 8m1. Em xin giới thiệu đến quý anh chị. Thì nhìn chung cái phần bé gió ở bên trên của nó sẽ là màu xanh dương, và cái phần lườn bên trong sẽ là màu xám anh chị. Với cái phần ở phía dưới này sẽ là màu trắng cùng với một cái viền đỏ cực kỳ là nổi bật ở trên cái vùng nước luôn. Về cái phần số dây cong của chiếc vỏ lãi với kích thước là 8m1 này sẽ có 13 dây cong. Ở mỗi giữa dây cong sẽ có một cái lỗ lù để anh chị thuận tiện hơn trong việc tát nước ha. Thì đối với cái phần này sẽ là một cái phần để anh chị bước lên bước xuống được làm rất là vững chắc luôn, để chịu lực tốt ha anh chị. Còn về tới theo sẽ là một cái nắp sạp. Nắp sạp là cực kỳ dày luôn. Anh chị có thể thấy ở bên trong là một cái khoảng không gian rất là lớn để anh chị có thể đựng đồ thoải mái và khóa lại. Khi mà mình đi xa hoặc là không có ở trên vỏ thì mình khóa lại ha. Còn tiếp theo về cái phần mà lườn á, thì đối với những cái vỏ lãi với kích thước là 8m1 này á, thì cái số lườn của nó sẽ là 3 lườn ha anh chị. Tạo nên là một cái khung xương cực kỳ là chắc chắn cho các anh chị, cùng với cái hệ thống dây cong song song dày đặc với nhau. Nổi bật lên trên là tạo nên một cái sự dày dặn và chắc chắn khi anh chị chở hàng hóa nặng luôn. Tiếp theo là về cái phần ở phía sau. Sẽ có một cái chỗ ngồi để anh chị thuận tiện hơn trong việc ngồi lái cái máy ha. Và ở phía dưới những cái ghế này sẽ cũng được trang bị theo là một cái học để anh chị đựng những cái chìa khóa hoặc là ốc vít rồi đó. Là cũng được khóa lại luôn. Này. Để mở ra. Khóa lại. Về phần ở bên trong thì nó cũng sẽ tương tự như những chiếc vỏ lãi khác, là nó được bịt kín lại để tạo nên cái độ chống chìm và một chỗ để anh chị có thể buộc dây lại. Tiếp theo về cái phần nền máy thì đối với chiếc vỏ lãi 8m1 này, anh chị có thể thấy là nó rất là dày và cứng cáp. Khi mà anh chị để cái máy lên đây thì mình chạy mình không có sợ cái vấn đề mà bị yếu ha. Bên em sẽ bảo hành cho các anh chị là 20 năm bất kể thời tiết nắng mưa, cho dù anh chị nào mà đi về cái những cái vùng biển thì cũng cực kỳ là an toàn. Về cái phần thông số kỹ thuật của cái vỏ lãi với kích thước là 8m1 siêu tải này á, sẽ chiều rộng ngang cái lái của nó sẽ là 1m1 ha anh chị. Được mở rộng hoàn toàn ra hai bên để tạo nên cái độ vững vàng cho các anh chị. Đồng thời là cùng với cái chiều cao vượt trội là 50cm. Thì đối với cái chiều cao 50cm cùng với cái lái ngang 1m1 như vậy thì cái vỏ lãi với kích thước là 8m1 siêu tải này sẽ chở được là 1,5 tấn. Đối với những cái chiếc vỏ lãi này bên nhà sản xuất sẽ làm 100% là keo của Úc. Thì đối với cái keo của Úc này là nó sẽ cứng, tuy nhiên là cái độ dẻo của nó rất là cao. Từ đó nó tạo nên cái độ linh hoạt cho các anh chị khi mà trong quá trình mà di chuyển hoặc là vận chuyển hàng hóa là không có bị vấn đề nào mà gung ginh hết trơn á. Nó là chắc chắn, rất là cứng cáp. Đối với những anh chị nào mà muốn sở hữu cái vỏ lãi với kích thước là 8m1 siêu tải này thì em xin báo giá luôn là tại cửa hàng sẽ với giá là 12.200.000. Thì đối với những cái chiếc vỏ lãi với kích thước là 8m1 này trở lên á, thì bên em sẽ là bán giá tại cửa hàng
Tuy nhiên là khi anh chị nào mà muốn sở hữu thì hoàn toàn có thể đến đây lấy hàng, hoặc là em sẽ hỗ trợ giới thiệu cho các anh chị những cái nhà vận chuyển với cái giá cực kỳ là cạnh tranh. Vì bên em là chuyên vận chuyển những cái giỏ lãi này nên là những nhà vận chuyển sẽ ưu đãi cho bên em và cho cái giá cực kỳ là hợp lý, nên là các anh chị cứ yên tâm về cái vấn đề mà phí vận chuyển ha. Em sẽ hỗ trợ hết mình cho các anh chị. Thì đối với những cái chiếc giỏ lãi với kích thước là 8m1 này, em sẽ bảo hành cho các anh chị là 20 năm đi lại bất kể thời tiết nắng mưa. Các anh chị cứ đi lại thoải mái, không có sợ vấn đề gì hết trơn. Sau đây là em sẽ quay kỹ hơn lại về cái phần lường cũng như là hệ thống dây cong. Chị có cái nhìn rõ hơn về cái độ chắc chắn và dày dặn của chiếc giỏ lãi với kích thước là 8m1 siêu tải này. Nhìn chung thì nó cực kỳ là dày luôn ha anh chị. Và sau đây là em sẽ quay về cái phần mà bên trong khi mà không được sơn nước sơn cho các anh chị coi. Đối với cái phần bên trong này nè, cái khi mà mình không được sơn nước sơn thì cái keo của nó rất là trong. Điều này chứng tỏ một điều là bên em sử dụng rất là nhiều keo. Khác với những cái chỗ khác thì người ta sẽ sử dụng nhiều bột. Cái lớp keo bên trong nó sẽ rất là đục. Thì những cái keo càng nhiều thì cái độ chắc chắn của cái vỏ lãi càng cao. Keo thì là tới 60 mấy ngàn một ký. Tuy nhiên là bột là có mấy ngàn một ký thôi. Nên là các anh chị cứ cân nhắc trong cái việc mà chọn ra cái sản phẩm nào mà chất lượng nhất để anh chị mua một lần mà xài mãi mãi ha. Thì em đã cung cấp những cái thông tin cũng như là cái hình ảnh thiết thực nhất để anh chị có thể lựa chọn và chọn ra cho mình chiếc giỏ phù hợp nhất để đi và cũng như là làm của. Ở mỗi cái chất lượng giỏ khác nhau thì nó sẽ có cái giá khác nhau, nên các anh chị cứ yên tâm về cái phần giá cả ở bên em ha. Và nãy giờ thì em đã giới thiệu đến quý anh chị và các bạn một cái mẫu giỏ lãi với kích thước là 8m1. Thì đối với những anh chị nào mà yêu thích cái mẫu giỏ lãi này á, thì anh chị chỉ cần liên hệ em qua số điện thoại là 0923451926. Em sẽ tư vấn trực tiếp cho các anh chị cũng như là cùng anh chị chọn ra cái mẫu phù hợp nhất với nhu cầu đi lại của bên mình. Tuy nhiên là nó ở cái giá cực kỳ là hợp lý. Thì đối với cái thủ tục đặt hàng ở tính composite á, thì sau khi mà mình đã chọn được cái mẫu yêu thích rồi á, thì anh chị chỉ cần đặt cọc trước ở bên em là 1 triệu. Thì đối với 1 triệu ở đây á, thì cái cơ sở vỏ xuồng composite trung tính đã hình thành 13 năm nay, và những cái thành công hiện hữu ở trên kênh YouTube hoặc là Facebook mấy chục ngàn người theo dõi, thì không thể nào mà chỉ vì số tiền cọc như thế mà bên em dám đánh đổi cả một cái cơ ngơi như vậy. Tiếp theo là mình nhân viên bên em sẽ đóng hàng cho các anh chị và gửi đi cho các anh chị. Anh chị nhận hàng được quyền kiểm tra hàng ưng ý như là những gì mà mình đã đặt thì mới giao cái phần tiền còn lại cho nhân viên giao hàng. Và ngoài bán những cái chiếc vỏ lãi đó ra thì bên em còn bán cano, vỏ xuồng, bo bo, keo composite và những cái loại máy xăng như là máy Yokohama, Hinota, Hyundai, Honda. Và để hiểu rõ hơn thì anh chị cứ theo dõi em. Và sau đây em xin nói một điều, đó là anh chị có thắc mắc là đối với những cái chiếc vỏ lãi hoặc là cano thì người ta thường sơn cái màu trắng như vậy không? Thì để hiểu rõ hơn và tìm hiểu về cái lý do là tại sao như thế này á, thì em sẽ tiết lộ vào những cái clip trước. Anh chị cứ việc mà theo dõi cái kênh YouTube của em, bấm cái nút đăng ký phía dưới, thì em sẽ giải đáp thắc mắc cũng như là cho anh chị biết cái lý do tại sao ha. Sau đây thì cảm ơn các bạn đã theo dõi cùng em đến cuối cái clip này, và cảm ơn cái tấm lòng của anh chị đã ủng hộ nhà phân phối vỏ xuồng cano Bobo suốt thời gian qua. Em xin chúc quý anh chị và các bạn có thật là nhiều sức khỏe. Em xin chào ạ.